Bushels of fun. Now the jingle hop. Đang nghe nhạc Giáng sinh đúng không? Đây là bài Jingle Bell Lo-Fi. Kế bên Chí Bốn Mắt đây là hai thành viên, đó là Tuấn Đào và Lộc gì đây? Lộc Đơ. Lộc Phú Hồ. Hai bạn đang thấy cây thông Noel đây. Mình nói là dần Tuấn ra đứng giữa cái sân rồi xong nó treo đèn lên, nó giống cái thùng Noel hơn á. Nice. Ngày hôm nay Chí Bốn Mắt sẽ đi Đà Lạt nhưng mà với tư cách là nhân cách thứ hai, đó chính là Cam quay tay. Tại vì hôm nay nó đùa thôi chứ hôm nay là lên đây công việc chính là quay phim, quay cho một bạn ca sĩ cái MV nhỏ thôi mọi người ạ. Lần này trước Giáng sinh là quay cả tới Giáng sinh ở Đà Lạt xong rồi ở lại rồi quay tiếp những cái dự án của bên bên trống á cho mọi người xem ha. Mới tới hồi sáng rất là buồn ngủ luôn. Đi một vòng cho mọi người xem ở đây như thế nào nha. Bọn mình không có ở đây đâu nha. Khu vực này mình không đủ kinh tế ở đó mọi người à. Này nhiều tiền lắm, mình nghèo nghèo mình ở trong cái nhà kia kìa. Đấy. Cái chầu đó đấy. Còn đây mấy phòng. Phòng của mấy cặp đôi không? Còn mình có tới 3 người lận, không có phòng cặp đôi được. Hello, xin chào mọi người và đây là cái vlog đi quay đầu tiên của anh Cam quay tay. Ngày quay đầu tiên tại Đà Lạt của tụi mình. Và đây, anh Cam quay tay đang chụp hình cho anh Tuấn Đào. Đây là suối vàng, một địa điểm khá là đẹp ở Đà Lạt. Nếu mà ai muốn quay phim hình khá là đẹp, hợp lý, 10 điểm.
Và tụi mình đang đi set up trước chỗ quay cho siêu nữ, quay cho nữ chính. Là đợt này mà tụi mình sẽ làm một cái MV ca nhạc. Cám ơi. Hello anh em. Hello. Nhân cách thứ hai nha. Anh Cam nha. Không còn là anh Chí nữa đâu mọi người ơi. Trời giờ là khá là nắng. Thì mình quay vào buổi trưa. Rồi bây giờ là 12 giờ rưỡi. Đây chuẩn bị sống ảo hay gì nè. Cam quay tay chuẩn bị chụp hình cho các em đào dàn gà cưng của Cam quay tay. Đấy, đây đây. Thôi làm việc đi. Thôi bây giờ bắt đầu làm việc thôi mọi người ơi. Như thế là đủ rồi. Chúng ta bắt đầu làm việc thôi. Hey. Ai cha anh Chí ơi, bạn nha. Đây idol KOL của mọi người. Đấy, đây là cái ô che nắng rất là công hiệu và hiệu quả. Nani? Nha anh em. Đây, còn đây là phi công chính của chúng ta. Máy bay rồi. Cơ trưởng. Đây, cái máy bay nhỏ xíu bên kia. Đấy, nhân vật chính đang đứng cùi hủi bên kia có một góc rồi. Đây mẹ, cơ trưởng lên tiếng là bao nhiêu thành viên tới che nắng cho. Rồi, cứ đi nha. Cứ đi đi. Cứ đi đi, đừng dừng lại.